Chào mừng quý vị đến với kênh của Lập Nghiệp Pháp. Nay mình có bữa tiệc đãi mấy ông chú ruộng như vậy. Thời gian cũng lâu lâu rồi, ai cũng rảnh cho nên làm bữa tiệc đãi mấy ông chú ruộng lại. Bình thường ta đãi mình, giờ mình đãi lại nha quý vị. Đồng ý rồi. Nay cũng đạm bạc thôi, chỉ thịt trâu ha, trâu xạo qua. Mướn thợ nấu ở bên Campuchia vậy quý vị. Thợ nấu. Chào. Đó thơm rồi đó nghe. Thơm dữ hả? Để đi, để nhiều lại đi. Nhóc qua còn ngủ. Ngủ với bia nha. Bia trước đây. Bữa nay đại diện nhà nông của mấy người quý ơi, ai cũng bận rộn chuyện cho nên có cũng ít. Rồi ta lại sao mình tiếp sao quý vị. Nãy kêu nướng cá chê đi chị rồi. Rồi có gì đập đầu cái lóc hấp cho ông đi. Thôi vậy đi, có làm cho chở con khô đi. Này vắng anh em trong đội luôn á, làm mấy ông chú ruộng vắng mà mấy anh em trong đội cũng vắng luôn, ý là hẹn rồi đó nha. Ai muốn chuyện cho em điện tới đi, điện bắt máy gì trơn á. Ông Khang cũng gửi thùng bia nhậu rồi, ông Khang cũng gửi thùng bia không qua có nói ông mua thùng bia ông gửi lại cho anh em trong đội nhậu với anh em chú ruộng. Lên mọi người lon ha, gì ăn chay ha, đơn vị tính bằng chai đi. Ra ruộng nhìn khác quen rồi, giờ uống bia bù lại. Uống nước bù nước lại mấy tháng vừa rồi đi chinh chiến này hơi vắng chứ thôi, đủ anh em là đông vui đó. Kính nể đất đai phước mặt trước đây. Vô và lão tướng uống trước đây. Khui bia là uống trước. Trời ơi mát. Quá mát ha. Chắc mà đưa vô chắc chết luôn quá nè. Thế nhắc này mình uống chắc đưa vô chết chứ nghe gặp thằng Dũng cơ. Ừ. Giờ là gặp với ngồi đây anh Nam. Chính à. Chính chúng đi. Uống ngọt ngay ha. Ngọt ngay. Lâu quá uống bia. Tấn như mình vô luôn đây. Mày cầm luôn đi. Giờ quay này. Chút đây uống sao rồi. Tay cầm tay quay. Nè. Uống cái nó gùng. Quay hồi ta xịt hết ra hả? Vô. 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 Vô nè. Vô quý ông ơi. Chúc mừng các ơi. Thôi quay vô luôn. Rồi. Vô, chúc mừng sức khỏe. Mát quá. Chấm mắm nêm gì nè, nước mắm bằng nè. Muốn tôm hả? Gốc hả? Tiếp lên tiếp. Ủ nè. Ủa cái nè. Hả? Đây ông bác này ông được vé ưu tiên này. Cô cá lóc. Thử ra ông chính. Được. Ngon ha. Được. Ông uống bia ăn khô cá lóc, mình uống bia ăn châu xào đi, châu xào hú qua. Quang ai ơi. Được tắt rồi chứ chính quá nó vậy à. Thì quý vị cùng nâng ly. Vô. Vô. Mới vô chưa mạnh không nha. Chút xíu lớp góp được góp. Rồi má ơi.